cuối ôm của mình ấy là khoảng 100 mấy, mà mình mới chỉ có ôm hết một phần cái nu này thôi, nguyên cái cục nu này thôi. Và nếu mà ôm hết cả cái cây này luôn thì phải có tầm khoảng 4 người à? 4 người ôm hết không? 4 người. 4 người thì vanh của cây này là hơn 500, gần 600. Ồ. 600. Vanh 600. Vanh 600. Mà xẻ ra kính thì xẻ ra kính phải hơn 2 mét. Thì cây này thực sự phải chết được tỉ. Ui, chết được tỉ. Rau vì cây gỗ này. Các bạn ạ. Anh em Sơn đang đi ở đây thì gặp được một cây gỗ này. Nếu mà ai mà sở hữu được cây này thì đảm bảo là giàu luôn. Bởi vì đây là một dòng cây mà nu quý bậc nhất trong các loại nu luôn. Nu này là giá trị cao bậc nhất luôn, mà đẹp bậc nhất. Nu này là được ưa chuộng bậc nhất luôn. Vanh của cây này ấy, nếu mà tính cả cái phần u này ấy, thì nó rơi vào tầm phải 500. Vanh phải 500, rất là lớn luôn. Ở đây nguyên có một cục nu này các bác này. Nguyên cục nu này. Nguyên cục nu to ở đây này. Nguyên cục nu rất là lớn ở đây. Toàn bộ phần gốc này là nu này các bác này. Thấy chưa? Toàn bộ phần này là nu hết này. Đây là ở mảng nu này cũng rất là kinh khủng. Khiếp đấy. Mảng nu này rất là kinh khủng. Nu nó mọc ở đây này. Ui. Nó mọc cả cái gần như nó mọc cả cành ra đây này các bác này. Đây. Thấy chưa? Úi. Kinh chưa? Nu này. Trời ơi này. Cây này giá trị lắm. Cây này định giá phải, nó định giá cây này trên 3 tỷ. Ui giời. 3 tỷ không mua được ấy. Mà cái gốc này ác chưa? Nguyên cây này phải định giá, nếu mà cả từ trên gốc kia, từ trên tít trên kia xuống thì phải trên 5 tỷ. Ủa, cây này phải trên 5 tỷ. Nguyên cái bộ đế này thì phải định giá tiền tỷ, phải đôi tỷ. Kinh nhỉ. Mà nếu mà mình cắt từ khúc kia xuống đến khúc này thì cây này phải trị giá, nếu mà giá dao động phải 5 tỷ. Cây này giá dao động phải 5 tỷ. Nguyên cái khúc trên kia nữa thì cũng phải được vài trăm triệu nữa. Cây này là trị giá, rất là trị giá. Toàn bộ đây phần nụ cám các bác này. Nụ cám này nó mọc cả cây ở trong này ra luôn. Mọc cả cây ở trong này ra. Ui dồi, cực đỉnh luôn, nụ cám. Nụ cám luôn. Kinh khủng. Cả cái dàn đế này các bác, nếu mà nguyên cả cái dàn đế thôi thì cũng là rất là trị. Nguyên dàn đế. U này, nu dưới đế này. Đây nhá, Sơn ôm thử các bác xem nhá. Một ôm của mình ấy là khoảng 100 mấy, mà mình mới chỉ có ôm hết một phần cái nu này thôi, nguyên cái cục nu này thôi. Và nếu mà ôm hết cả cái cây này luôn thì phải có tầm khoảng 4 người à? 4 người ôm hết không? 4 người. 4 người thì vanh của cây này là hơn 500, gần 600. Ồ. 600. Vanh 600. Vanh 600. Mà xẻ ra kính thì xẻ ra kính phải hơn 2 mét. Thì cây này thực sự phải trên 1 tỷ. Ui à. Trên 1 tỷ. 5 tỷ không hết được cây này. 5 tỷ không hết được. Bởi vì xẻ rất là lớn. Xẻ chiều này ra rất là lớn. Nhưng mà đối với dòng này là mình không nên xẻ. Xẻ ra sẽ bị mất giá trị rất là nhiều. Thứ nhất ấy, là xẻ ra thì không biết bên trong như nào, rất rủi ro. Xẻ ra nếu mà thành công thì bán được nhiều tiền, nhưng mà nếu không thành công thì rất là mất giá trị. Nên là mình để nguyên như này thì mình đục tượng thì nó vẫn giữ nguyên giá trị. Bên trong kể cả nó rỗng thì vẫn đẹp, bởi vì bức tượng là vẫn giá trị. Hoặc là chúng ta cắt nguyên cái khúc kia thì chúng ta chơi nguyên cả cái cây này luôn. Tức là bứng cả cái cây này về luôn. Bứng cả cái cây này về. Rất là đẳng cấp. Lần đầu tiên mà Sơn thấy một cái tận mắt một cái nu hương một đỉnh như này. Thực sự đây là một cái quá đỉnh cao luôn. Kinh khủng nhất. Đây các bác nhá. Đây. Dáng hương. Đấy, Sơn lên đọc các bác nhá. Đưa lên trên cho mượn cái máy. Đây các bác này. Dáng hương họ Đậu. Per Peter Rocat Peter Tatut Pirate Peter. Sợ thì không giỏi tiếng Anh ạ. Công dụng gỗ đẹp làm đồ mỹ nghệ. Ôn đới châu Á họ Đậu các bác nhá. Đây các bác xem này. Đẳng cấp chưa?